cho em hỏi một chút là vấn đề ngoài luồng đi, ngoài luồng về không phải về cái khóa học này. Thì em biết anh là một người mà rất là thành công về trong cái lĩnh vực marketing này, gần như thì ai học marketing ai biết là thầy Trung Minh Hạnh là ai. Dạ vâng. Em thì bản thân bọn em thì cũng biết là muốn thành công như thế, nhưng mà trong cái quá trình mà bọn em làm ấy thì thường hay là vấp. Tất nhiên là anh thành công thường anh sẽ có những thất bại nhất định rồi. Vâng. Nhưng mà ngay từ bọn đơn bọn em thì em làm vẫn kiểu là thất bại, thì bọn em rất hay là mất động lực. Đấy, cho nên là em muốn là anh chia sẻ một chút về cái quá trình mà anh thành công như bây giờ, và làm cách nào để vượt qua được cái thất bại đấy mà luôn luôn động lực. Như em thấy anh là lúc nào cũng hoạt động cái trí não tần suất gần như 100%, ngay cả những lúc thời gian nghỉ trưa như này anh vẫn luôn dành thời gian đấy. Anh giúp em chia sẻ một chút. Dạ vâng, em cảm ơn. Cái này tức là trong quãng đường thành công thì chúng ta khi đi đến cái mục tiêu ấy thì chúng ta có khả năng bị vấp ngã và thất bại, và cứ những cái lần vấp ngã như thế thì thường thường là chúng ta chán nản, bỏ cục, mất động lực và cuối cùng là dừng lại, và thậm chí là không đi tiếp đến mục tiêu, và thậm chí là mẹ rẽ sang một cái mục tiêu khác, nên kết quả cuối cùng mình theo đuổi nó không vào đâu cả. Ví dụ đơn giản dễ là ví dụ như là mình theo đuổi vợ mình là 2 năm, thế là vợ mình là mục tiêu, thế là trong quá trình mẹ tán xong rồi cụ ấy từ chối mình, nhưng là mẹ lúc đấy mình chán, là mình lại buồn quá, mình xấu quá, kiểu như thế, mình thất bại rồi, mình không tán nữa, mình tán lần một nó không đổ, thế là mình không tán nữa, mình bỏ cuộc. Hoặc đấy là trường hợp số 1 là có mục tiêu nhưng mà không đến mục tiêu cuối cùng, đúng không, không đi đến mục tiêu cuối cùng. Cái số 2 đấy chính là mình tán nó xong rồi mẹ mình con dở nên nó tỏ tình, nó mãi không đổ, 3-4 lần không đổ, thế mình bị điên quá, mình dùng kịch bản để mình tỏ tình con khác thì con khác lại đổ, thế cuối cùng là mình lại cưới mẹ con này, không phải cái con ban đầu mình ta ghét. Vậy thì có hai cái điều cần phải nói ở đây. Cái điều số 1 là mục tiêu. Cái mục tiêu thì mình có rõ ràng hay không? Ví dụ đã xác định là cưới con vợ này thì mình lên rõ ràng mục tiêu ngay từ đầu. Mục tiêu nó phải rõ ràng, nó phải hiện diện được. Và ở trong NLP nó còn dạy là làm bạn phải tưởng tượng được cái niềm vui là bạn cầm được cái mục tiêu ở trong tay. Bạn chưa mua xe thì bạn phải dán con xe đấy trên bàn làm việc này, trên tủ này, trên nhà vệ sinh, chỗ bạn gửi tình yêu vào đất này, rồi là tất cả mọi thứ bạn tuyên bố mọi người năm sau tao sẽ mua xe đấy. Thế là cái mục tiêu đấy nó được hiện diện. Khi mà nó được hiện diện thì nó ám ảnh ở trong đầu đến nỗi mà mình kiểu ngủ mơ, mình mơ thấy con vợ của mình, mặc dù mình chưa cưới, mình chưa mua xe, nhưng mình cũng mơ được cái cảm giác của mình đi xe. Từ đó thì mình sẽ có các động lực. Động lực ở đây bằng cách là kỷ luật hàng ngày. Mẹ ngày nào cũng có mục tiêu, mà mục tiêu ngày nào cũng giống nhau: xe. Tại sao ở trên mạng chúng nó tuyên bố mẹ tôi sau học 30 tuổi sẽ có 1 triệu đô, ngày nào cũng làm như thế. Thì đây là cách được gọi là tự kỷ ám thị một cái mục tiêu để nó có khả năng trở thành sự thật. Thì cái số 1 là có thể là mình không đi đến được mục tiêu, bởi vì mình đặt ra trong đầu, nhưng mình chỉ nhắc trong đầu mình có đúng một lần thôi, nên sau một thời gian nó phai nhạt, nó có thể đi sang bố mục tiêu khác. Anh hiểu là nào? Thế cái số 1 là mục tiêu nó phải tự kỷ ám thị, nó lặp đi lặp lại, nó phải hiện diện, nó phải cầm được. Nghĩa là rõ ràng và cụ thể. Cụ thể, nó cái từ đấy gọi là tự kỷ ám thị. Nghĩ càng nhiều về một cái vấn đề nào đó thì chúng ta khả năng đến được cái vấn đề cực cao. Ví dụ như cái bóng đèn là 10.000 lần bắt đầu mới tạo ra một cái bóng đèn. Thì ông ấy phải bị điên về cái mục tiêu đấy. Ông phải là có một ý tưởng là tôi phải tạo ra một cái bóng đèn. Ngày đấy không biết nó gọi là cái gì, nhưng đại loại là ông phải nghĩ về một cái thiết bị nó có phải phát sáng được thông qua dòng điện. Ông phải nghĩ về cái đấy. Ông nghĩ ông bị điên 10.000 lần thì ông mới đạt được mục tiêu. Vậy bây giờ là mình không đạt được mục tiêu thì mình điên mấy lần? Hay là cái mục tiêu mình chỉ vạch ra giấy thôi, sau đó mình gấp lại, mình quên bố nó mất, đúng không? Thì mục tiêu nó phải tự kỷ ám thị và liên tục. Đấy. Cái số 2 là mình đi theo hướng số 2. Cái việc là quay lại cái hướng số 1 là mình cái việc là mục tiêu đấy phải tự kỷ ám thị được và hiển thị lặp đi lặp lại. Nó để nhắc nhở mình là tất cả những công việc mình đang làm đều phải hướng đến cái đích cuối cùng, đó chính là mục tiêu là cưới con vợ này. Nghĩa là phải hoàn thành được mục tiêu. Đúng rồi. Mục tiêu không thay đổi nhưng chỉ có cách làm thay đổi. Chiến lược đấy ạ. Đúng rồi. Chiến lược, cách làm. Cái số 2 vừa em nói đó chính là mục tiêu thì là giữ nguyên, chỉ có cách làm không thay đổi. À quên, cách làm mà thay đổi thôi. Thì ví dụ khi mình vấp ngã, có giờ mình ngồi mình hỏi lại. Mình hỏi 3 câu hỏi rất đơn giản thôi. Vấn đề của mình khi mình không hoàn thành mục tiêu là gì? Nó nằm ở đâu? Từ từ, vấn đề trước. Vấn đề của mình khi không hoàn thành mục tiêu là gì? Đây là 3 câu hỏi quan trọng nhé.
dễ thôi nhưng mà nó lại khó. Vấn đề khi mình chưa hoàn thành mục tiêu của mình là gì? Tiếp theo này, khi tìm một vấn đề này, những nguyên nhân nào làm mình gặp cái vấn đề này? Tiếp theo này, câu hỏi số 3 này, giải pháp cho các vấn đề, các nguyên nhân này là gì? Ví dụ, tại sao mình không cưới được con vợ này? Tại vì mình không tán được. Tại vì một, có thể là mình ăn mặc, mình lời nói của mình nó không phù hợp với con bé này. Mình chưa, đấy là cái số 1 nhá. Cái số 2 nhá. Có thể là mình chưa tìm hiểu kỹ vào con bé này nó thích cái gì. Mà những cái điều mình tán, những cái điều mình nói chuyện nó toàn mẹ mình tầm vũ trụ sao hỏa ấy. Nên nó không hiểu. Được chưa? Ví dụ con bé này thích màu hồng, thích đi ăn, đi xem phim, thích đi chuỗi, thích đi du lịch, thì mình tán nó, mình chỉ có phục vụ sở thích của nó thôi. Như ở đây mình đang phục vụ cái sở thích của mình. Sở thích của mình là tán nó, nên nó không phù hợp. Được chưa? Có thể con này nó yêu cầu mình đủ tuổi, thì đủ điều kiện bắt đầu nó mới cưới mình cơ. Thì tức là mình sẽ cần phải có nhà như thế, hoặc có xe thì bắt đầu nó mới cưới mình. Tức là mục tiêu cưới con vợ này vẫn là không thay đổi. Nhưng mình chỉ tìm hiểu xem là để đạt được cái mục tiêu này thì mình cần những điều kiện gì. Được chưa? Để thành công cái mục tiêu kia thì tôi cần phải làm các công việc gì. Và nếu tôi gặt ra được cái công việc đấy mà nó không hiệu quả, mà không đạt được mục tiêu, thì tôi lại phải hỏi vấn đề tôi đang gặp phải là gì, nguyên nhân của các vấn đề này là gì. Xin lỗi, là những nguyên nhân, gọi là những nguyên nhân của một cái vấn đề này là gì. Giải pháp, ví dụ chạy quảng cáo không hiệu quả, một, do sản phẩm nhá, sản phẩm không có lợi nhuận, có người mua nhưng không có lợi nhuận nhá. Hai, chi phí quảng cáo quá cao nhá, do tiếp cận sai khách hàng nhá. Ba, do content không thu hút nhá, không có ai xem quảng cáo nhá. Bốn, là không biết chốt sale nhá. Năm, là chốt sale được nhưng lại không có quá trình chăm sóc khách hàng lại để khách hàng sinh tiền thêm cho mình nhá. Thế là có năm cái nguyên nhân từ một cái vấn đề là chạy quảng cáo không hiệu quả, đúng nhá. Đấy, còn nhiều nguyên nhân lắm, thì lúc đấy mình cần phải là người ngồi lại mình phân tích vấn đề của mình là gì này, những nguyên nhân nào tạo ra cái vấn đề này, từ đó suy nghĩ tạo ra một cái giải pháp. Nhưng đấy là mới chỉ là một. Nếu anh học sâu hơn, học những thời khác, thì các thời khác sẽ có một cái tư duy gọi là tư duy tam bảo. Trong đó tam bảo, cái tam đầu tiên đó chính là tủ sách tinh hoa, tức là mình ngồi mình nghĩ về cái vấn đề đấy, về cái giải pháp đấy, về cái nguyên nhân đấy, về cái vấn đề đấy. Nhưng cái tam bảo 2 và cái tam bảo 3 nó nhanh hơn, đó chính là mình hỏi bạn mình, gọi là nhóm bạn tốt. Cái số 3 nữa là mình hỏi thầy mình, nó rút gọn. Theo thầy em đã làm được như thế này rồi, tại sao? Theo thầy thì nghĩ là em gặp vấn đề gì mà em chưa thành công, thì nó sẽ phân tích ra. Nó sẽ là người lắng nghe, bạn mình sẽ là thằng nghe, thầy mình sẽ là thằng lắng nghe. Nó lắng nghe, nó bảo mày làm thiếu hay không này. Được chưa? Mày làm thiếu rồi. Ví dụ như là anh này mẹ cứ bảo mày tút trích rồi đi hút khách hàng này, mới cả lấy khách hàng của thằng khác. Trong khi cái mục tiêu của anh đây là bán được đồng hồ, đúng không? Thì em bảo bán mẹ đi, cứ hút làm cái gì đau đầu. Tức là nghe anh ấy chia sẻ, mình mới thấy là anh ấy bị sai, đúng không? Thì mình sẽ cần phải có tủ sách tinh hoa, là kiến thức mình tự học trên Google, trên TikTok, từ sách. Nhóm bạn có cùng trí tuệ có thể giải quyết được cái vấn đề đấy. Ví dụ em có 100 nhân sự, em chơi một thằng có 1.000 nhân sự, sau này em lên 500 nhân sự, thằng này đã giải quyết được hết. Đấy chưa? Ba là cái người thầy giúp mình đi đường tắt. Đấy, thế mình thiếu hai cái tam bảo, mình có một cái rồi nhưng mình thiếu hai cái tam bảo là mình bị trạch hướng. Giá như những cái người bạn đấy, cái người thầy đấy bảo mẹ mình tập trung vào mục tiêu của mày, đừng có làm những công việc này, công việc này nó đi sai mục tiêu của mày, thì lúc đấy là đúng rồi, mình có một cái người đằng sau gọi là tiếp thêm động lực. Nhóm bạn cũng là một cái người gọi là động lực mà. Đấy chưa? Nhóm bạn ấy là người truyền cảm hứng cho mình, truyền động lực cho mình, giúp mình đi đúng hướng, động viên mình. Ví dụ vợ của anh nhá, là đang làm ở trên Facebook, xong bây giờ nhiều thằng nó sao chép sản phẩm quá. Bởi vì mình dạy học mà, nên là học viên nào cố tình soi thì biết được mình bán sản phẩm gì. Nên bảo là thôi, bây giờ có hai giai đoạn, hai cách. Một là em chủ động về mẫu mã, bọn kia nó không bao giờ sao chép với em nữa. Hai là em chuyển sang mảng affiliate TikTok làm, nó chọn hướng số 2. Thì khi mà nó làm affiliate ấy, thì chúng nó bỏ mẹ thầy dạy như cứt trá được cái mẹ kiến thức trên mạng, nhưng mà chúng lại không nhìn thấy cái đằng sau. Chúng lại nhận được trong cái mô đun của thầy dạy, cái kết quả cuối cùng là thầy muốn các em quay video với nhau để duy trì một cái thói quen làm affiliate cùng với nhau, buôn có bạn bằng phường. Thế là nó là đứa không phải là đứa đầu tiên, nhưng mà nó là đứa thứ hai, đứa thứ ba trong cái lớp đấy ra đơn. Và cái giá trị nó nhận được là đi học nhưng có nhóm bạn cùng quay với nhau, cùng dựng với nhau. Ông này làm affiliate, làm sản phẩm đồ ăn chẳng hạn, ông ấy ra đơn. Mình làm sản phẩm túi sách không ra đơn. Ô thế mày muốn kiếm tiền trên affiliate đúng không? Làm đồ sản phẩm ăn này đi, thì nó ra đơn luôn. Đấy, thế nó duy trì được cái đấy. Cái đấy có gọi là nhóm bạn tốt ấy. Thì là cái nhóm bạn này
cùng chí hướng này, giải quyết được vấn đề, tiếp thêm động lực. Còn mình đang làm theo hướng một mình thì được gọi là ý chí. Thì ý chí thì nó không thể nào mà nó bằng một cái môi trường kỷ luật được. Quân đội làm gì có một thằng nào, đúng không? Quân đội là phải một nhóm, một thằng sai cả lũ chúng mày bị kỷ luật. Thì đây là môi trường mình thiếu. Thì làm sao để có động lực thì mình tìm một môi trường kỷ luật là sao đấy ra. Ví dụ mày bây giờ mà trong nhóm này mày nói bậy là 50.000, mà đâu phải ông mỗi 50.000 đâu, những thằng này cũng bị 50.000. Nên là mỗi sáng ra, sáng nay đừng khẩu nghiệp nhá, đừng chửi nhá, không mất 50.000 đấy. Câu đầu tiên chúng đã gửi một cái thông điệp là sáng nay mẹ kiệm lời, không được khẩu nghiệp, chửi nó mất 50.000 đấy. Hay là thiếu môi trường, thiếu thầy, thiếu mục tiêu, và thiếu cái số 4 là thiếu cái cách để giải quyết vấn đề. Cái này là cách giải quyết vấn đề. Cách giải quyết vấn đề đơn giản nhưng mà nó lại phức tạp nhá. Một là phải nhận diện mình đang gặp vấn đề gì. Hai là phải tìm được tất cả các nguyên nhân cho một vấn đề đấy. Nếu có 10 vấn đề thì tương đương là ví dụ giả sử 20 cái nguyên nhân luôn, hoặc là 50 nguyên nhân, nó nhiều nguyên nhân lắm. Ba là tìm được giải pháp. Em hỏi một chút là cái cách mà anh xử lý vấn đề ấy, nghĩa là ví dụ nó có khoảng tầm 10 vấn đề đi, anh xử lý em chọn ra một vấn đề nguy cấp nhất mà nó sát với cái mục tiêu nhất. Lúc đấy lại phải hỏi mục tiêu của bạn là gì. Trong 10 cái vấn đề này, vấn đề nào quan trọng nhất mà làm được cái vấn đề này mà nó giải quyết được 90 hoặc là 70% của cái mục tiêu kia thì làm. Không làm những cái việc vớ vẩn, đúng không? Đấy, kiểu như thế. Ok, dạ vâng.